Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về tỷ lệ vàng hấp thu rau củ quả 3-2-5. Lượng rau củ quả tốt cho sức khỏe thì chúng ta một ngày phải hấp thu bao nhiêu? Các bạn chỉ cần thuộc mỗi nguyên tắc 3-2-5. Trong một ngày thì các bạn cần lưu ý rau thì khoảng 3 phần cộng với 2 phần quả là đảm bảo được 5 phần cho một ngày. Kết quả đã chỉ ra rằng nếu như chúng ta mà cung cấp và hấp thu đủ 5 phần thì đã giảm được tỷ lệ tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì một người cần phải tiêu thụ khoảng 400g rau củ quả trên một ngày. Trong quy ước là một phần nó tương đương khoảng 80g. Như vậy thì cái lượng rau mỗi ngày của chúng ta nó khoảng là 240g và lượng quả là 160g. Nếu như các bạn cảm thấy cái việc ghi nhớ này nó quá phức tạp ấy, thì các bạn chỉ cần nhớ đơn giản như thế này thôi. Khoảng các bạn cần tiêu thụ khoảng một là ngày khoảng 287g rau và cộng với một quả táo nhỏ tương đương khoảng 200g. Như vậy là hoàn toàn đã đủ cái lượng cho một ngày rồi. Nếu như đây là cái thông tin hữu ích thì các bạn hãy để lại cho chúng tôi một lượt like và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những cái thông báo và theo dõi những cái video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.